Xin chào các bạn. Hôm nay nhà thuốc Đông y Khương Chờ Thảo Dược vùng Tây Bắc giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây chỉ thiên. Cây chỉ thiên là một cây thuốc mộc hoang dã nhưng mà rất là quý các bạn ạ. Cây này ít người trồng. Cây chỉ thiên là một cây lá ôm, lá mọc ở phần dưới gốc các bạn nhé. Có bẹ ôm sát vào thân, mọc vòng ở dưới gốc này, ôm sát vào thân. Lá có bẹ các bạn nhé. Thuôn dài này, thuôn dài hình lưỡi mác. Các bạn nhìn nhé. Lá có bẹ thuôn dài hình lưỡi mác. Cả hai mặt lá đều có lông. Đây các bạn. Cả hai mặt lá đều có lông. Gân dưới nổi rõ rệt các bạn nhé. Gân dưới nổi rõ rệt. Cây chỉ thiên nếu như chỗ này nhà tôi đất tốt thì lá nó phải dài 25-30 phân, rộng từ 6 đến 7 cm các bạn nhé. Cây chỉ thiên mùa hoa quả của nó vào tháng 8, tháng 9 âm lịch các bạn nhé. Cây chỉ thiên làm cây thuốc rất là quý các bạn ạ. Nhá, các bạn ạ. Cây chỉ thiên trước hết dùng làm thuốc đái rắt, đái buốt, đái da sỏi sạng, làm thuốc dạ dày các bạn nhé. Rồi tôi sẽ nói từng vị thuốc một. Cây chỉ thiên là một cây thuốc rất là tốt đối với gia đình tôi và tôi đã cứu sống rất là nhiều người bị bệnh sốt thương hàn mà các bạn. Các bạn biết sốt thương hàn là thế nào không? Ngày xưa người ta bảo là thổ tả thương hàn. Thổ tả là miệng nôn chôn tháo. Thương hàn là sốt nóng, sốt rét, đau đầu, đau nhức mỏi các cơ bắp, nhức mắt, đi đái vàng, không muốn ăn, người mệt mỏi, gầy còm. Đi vào bệnh viện thì chỉ có truyền thôi các bạn là đỡ. Xong được một thời gian lại sốt lại. Mà sốt này rất là oái oăm. Rét đắp chăn không được, nóng không quạt được, không nghe được tiếng động. Thì bạn lấy cây chỉ thiên này nhé. Một nắm. Cây bổ máu một nắm. Cây bướm bạc một nắm. Các bạn đun lên cho bệnh nhân uống trong vòng 3 tiếng đồng hồ là hạ sốt các bạn nhé. Tôi giới thiệu tiếp một bài thuốc thận, bài thuốc đái ra máu các bạn nhé. Cây chỉ thiên một nắm, rễ cỏ chanh một nắm, cỏ tháp bút một nắm, cây cối xay một nắm, cây thạch vi một nắm, cây kim điền thảo một nắm. Mấy vị thuốc này các bạn kết hợp với nhau làm thành một thang thuốc, đun uống đái rắt, đái buốt, đái da sỏi sạn, đái ra máu đều khỏi các bạn nhé. Đây là hôm nay mình giới thiệu các bạn một cây thuốc rất là quý. Cây này quê tôi bây giờ rất là khó các bạn, nhà tôi trồng nhé, ít người trồng lắm nhưng nhà tôi trồng nữa này các bạn này. Đây, nhà tôi trồng đó. Chứ không phải là không trồng đâu nhé. Không trồng không có đâu, bởi vì Trung Quốc bây giờ nó thu mua cạn kiệt rồi. Các bạn nếu mà có đánh về mà trồng một năm nó ra nhiều lắm đó. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người.